Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch đầu năm 2024. Em quay lại cái sân bay quốc tế Long Thành nhằm cập nhật cho quý anh chị và nhà đầu tư tình hình cái khu vực thi công sân bay quốc tế Long Thành này anh chị nhé. Thì sau đợt Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn năm 2024 thì em cũng mới ghé lại thôi anh chị vào bữa hôm thứ ba anh chị nhé. Thì cái không khí về cái lao động sau Tết khu vực sân bay quốc tế Long Thành thì không được nhộn nhịp như trước Tết. Tuy nhiên thì cái sự biến đổi rất là lớn tại sân bay quốc tế Long Thành này là bên phía tay trái, anh chị quan sát thì lại gần kề cái khu vực xây dựng nhà ga hành khách T3 đó anh chị, sẽ có một cái đường điện cao thế kéo vào khu vực này anh chị nhé. Anh chị nhìn xa xa sẽ thấy rồi. Thì trong cái đợt Tết, trước Tết á, tháng 12, tháng 1, tháng 11 thì cái đường điện cao thế là chưa có anh chị nhé. Chỉ là một cái đường điện điện áp gia đình thôi, chiếu sáng thôi. Tuy nhiên thì sau Tết thì có đường điện cao thế và kéo thẳng trực tiếp vào sân bay khu vực nhà ga hành khách. Thì do vậy nên là em đánh giá cái khu vực sân bay trong cái giai đoạn tới anh chị sẽ được thi công cả ngày lẫn đêm luôn anh chị nhé, và có thể là thi công xuyên suốt luôn anh chị. Vì cái đường điện kéo tới thì em thấy nó rất là chất lượng anh chị nhé, kéo cái dòng điện lớn vào khu vực này nhằm nếu mà thắp sáng á, thì cũng không cần tới cái dòng điện như vậy anh chị. Tuy nhiên thì nó sẽ phục vụ cho cái mục đích khác, cho cái mục đích chính làm sân bay để test cái lưới điện của khu vực sân bay chẳng hạn anh chị, thì sẽ cần tới cái dòng điện đó anh chị nhé. Còn nhìn chung á, tổng thể sau Tết thì khu vực sân bay này tính về cái số cán bộ công nhân viên làm việc khu vực này thì cũng không nhiều anh chị, chưa được nhộn nhịp. Nếu mà thời buổi nắng nóng như thế này mà cái lượng xe cũng như là thi công nhiều á, sẽ bụi bặm rất là nhiều anh chị nhé. Tuy nhiên thì em vào thì nó cũng sáng và khu vực thì cán bộ công nhân viên cũng làm anh chị cũng rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là làm các cái công trình nội khu của nhà ga hành khách thôi anh chị nhé. Còn phía ngoài về các cái xe công trình về lượng đất đá hoặc là chở bê tông đồ á, thì không được nhiều anh chị, không, mình cũng không thấy xe luôn. Đó là cái đánh giá của Sung về cái khu vực sân bay quốc tế Long Thành sau dịp Tết. Còn thời gian tới thì có cái dòng điện cao thế thì em nói với anh chị rồi đó, thì cái tốc độ cũng như là cái vấn đề thi công của khu vực này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian sắp tới. Về cái vấn đề đầu tư xung quanh sân bay quốc tế Long Thành thì là cái cơ hội tốt để cho anh chị đầu tư khu vực phía đông, phía bắc và phía nam sân bay anh chị nhé. Tuy nhiên thì trong cái phía đông phía tây chứ, phía tây, phía bắc và phía nam, thì trong đó là phía tây là cửa ngõ của miền Tây, cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh vào sân bay quốc tế Long Thành, là khu vực cực kỳ tiềm năng để cho anh chị đầu tư, nhất là huyện Nhân Trạch anh chị nhé, nên là chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư. Còn về cái vấn đề đầu tư á, thì trong dịp 6 tháng đầu năm thì năm nào nó cũng ảm đạm so với 6 tháng cuối năm anh chị. Do vậy nên là 6 tháng đầu năm là cơ hội cực kỳ tốt để cho anh chị đầu tư. Nguyên nhân đó là cái đối với một khu chợ đó anh chị, khu chợ bán hàng hóa mà khách hàng đông á thì giá cả sẽ leo thang, còn khách hàng thưa á thì giá cả rất là rẻ anh chị nhé. Nên là mình cứ theo cái triết lý đơn giản như vậy thôi, khi cung nhiều cầu ít thì mình sẽ có khả năng trả giá, còn khi mà cầu nó tăng, cung nó giảm hoặc là cung nó cũng tăng, tuy nhiên thì nó cái lượng cầu nó nhiều hơn thì anh chị phải mua cái giá nó cao hơn. Đó là cái triết lý đơn giản trong vấn đề về mua bán anh chị.
Còn đối với khu vực sân bay quốc tế Long Thành, em quay về nội khu trong cái phần nhà ga hành khách thì lượng cán bộ công nhân viên làm việc trong khu vực này rất là đông anh chị nhé. Tuy nhiên thì về cái phần mà cơ giới hóa đó, thì bằng xe đó, thì nó sẽ không được như mong muốn. Vì đối với cái sân bay quốc tế Long Thành là sân bay được xây dựng trên 5.000 km vuông, cũng như là cái lượng tiền tới 5 tỷ dưới đây, do vậy nên là cái vấn đề xây dựng nó phải nhiều anh chị nhé, nó mới đáp ứng, nó mới kịp tiến độ cũng như là đáp ứng cái kỳ vọng của người dân về khu vực này. Còn nhìn mà nó ảm đạm, nó yếu quá thì mình cũng thấy chột dạ anh chị. Đó là cái tình hình về cái khu vực sân bay quốc tế Long Thành, cập nhật cho quý anh chị và nhà đầu tư tình hình thi công sau Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn năm 2024 anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh review bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều nhé. Anh chị có nhu cầu đầu tư đất Nhân Trạch thì liên hệ cho Sông nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.